Vâng, em xin chào thầy các bác, các cô chú anh chị. Trong buổi tối ngày hôm nay, lúc năm rưỡi sau giờ kém, em về được ít lô quạt bàn lửng à, nhựa. Đấy. Rất nhiều các bác nhé, cho bác lựa chọn thoải mái. Giá rất bình dân, em chắc chắn này sẽ bán giá bình dân cho các bác. Về được khoảng tầm mấy chục con, toàn lửng mấy này. À đứng thôi bàn thì em có hai con thì em tách ra rồi toàn đứng nhé các bác nhá này em a mít này. rồi na rồi tô rồi san đấy mít miếc em uh, rất, rất, rất nhiều này em về được hai ba chục con uh, lửng 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 giá bình dân nhé với lại vài em găng sắt nữa em na xoáy với này tô tô găng sắt vâng đây vừa về đây em vừa dỡ xong đây vừa dỡ xong à, buổi sáng mai em sẽ cho người vệ sinh rồi em sẽ đăng bán lần lượt cho các bác đây vừa về xong vừa dỡ ra ra tất này rất xinh đẹp toàn em em sẽ bán giá bình dân cho các bác, thì tầm uh, từ một triệu ba đến một triệu sáu trong cái khoảng tầm đấy, không hơn không kém. Đây, vừa về đây. Còn những uh, nô này này em về trước rồi em không, em không đăng nhé. Đây những uh, nô này em đã đã, đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Vệ sinh sạch sẽ rồi thì em uh, cho túi nông đấy em vệ sinh sạch sẽ rồi. Đây, em cho đi nông em không 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 đăng còn đây em về được một chỗ này đây đấy. vừa về xong nhá đây hàng vừa vừa về với này một hai con con đang sắt thì em chưa 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 bóc bóc xong em chưa bỏ ra đây bóc xong được mấy con này hai vợ chồng mới để cháu nhỏ vừa bóc xong chỗ này đây đấy thì là 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 bác nào có nhu cầu giá quạt nứng giá bình dân nhé thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0969 135 656 em à, Hà nhé có địa chỉ tại Tứ Kỳ Hải Dương đấy quạt toàn quạt nứng thôi giá bình dân đẹp chắc chắn là em sẽ đã bán giá bình dân cho các bác vì em đã nhập được cái giá bình dân thì em sẽ bán giá bình dân cho các bác đấy thế bây giờ cái lượng quạt và găng sắt thì giờ rất là hiếm ít thế nên các bác nào mà có nhu cầu siêu tầm hàng găng sắt hàng đứng hàng bàn hàng hàng cọt cây thì các bác phải lưu ý thì giá nó sẽ rất là khác so với vài tháng trước đấy đây bàn bây giờ giá cũng đã lên rồi nhưng mà em nhập được giá rẻ thì em sẽ bán giá rẻ cho các bác bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0969 135 686 số trên cũng là số zalo của em Đấy, em có địa chỉ tại cộng nạc tứ kỳ hải dương Đấy. mai em sẽ lên lần lượt từng em một cho các bác cái hôm nay em lên tổng thể còn giá thì sẽ dao động từ 1 triệu 3 đến 1 triệu 6 trong khoảng đấy. Ờ, cái cái mẻ quạt lửng này. Lửng nhựa các bác nhé. Đây. Em quay chi tiết luôn uh, từng em một luôn này. Đấy. Rất nồng manh. Đấy, mà còn chưa vệ sinh ấy nhé các bác nhé chưa vệ sinh này Đấy. mình phải nói rõ một câu là chưa vệ sinh Đấy, em vệ sinh rồi thì em chỉ bán như thế thôi đấy cộng thêm 100.000 tiền vệ sinh thôi đấy không bồ dầu nghèo hơn nghe hơn thua gì cả cứ có hàng mới này em khoe luôn các bác luôn đấy còn cái chỗ cũ thì em thì em không nói chỗ cũ này là những em mà em đã cho túi nông rồi thì em không nói và em những em, em cho túi nông thì em đã đăng rồi đấy nhé các bác nhé đấy thế bác nào mà thích dòng bàn hay là gang sắt hay là quạt gì như nào thì các bác alo liên hệ em qua số điện thoại và số Zalo là 069 để được tư vấn là cụ thể để rõ ràng Vâng thế em xin chào tất cả các bác các cô chú anh chị chúc tất cả các cô bác anh chị một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ hạnh phúc Vâng thì em xin chào tất cả toàn thể. Cô bác anh chị